Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 6: Tề phu nhân ngầm hạ bẫy. Một ngày sau khi Tạ thị từ Liễu gia trở về, Tề gia lại phái người tới, nói lần trước Mã phu nhân đến là hiểu lầm ý tứ của Tề phu nhân, nên gây hiểu lầm, nàng ta tỏ vẻ xin lỗi. Hơn nữa phái xe ngựa tới đón Vân Khanh cùng Tề phu nhân cùng đi miếu, lấy thành ý tỏ vẻ chính mình xin lỗi. Thành ý? Vân Khanh cười lạnh, đời trước chính mình cũng nghĩ đến Tề phu nhân là thật mang nàng đi tự miếu bái Phật dâng hương, đáng tiếc, chân tướng là bị Liễu gia tạo áp lực, phải nhanh chóng giải quyết nàng. Bà cô kia mặt ngoài hiền lành từ tâm nhưng là không có vì mẫu thân đi cầu bà mà có nửa điểm thương hại. Bất quá những điều này là do nàng đoán từ kiếp trước. Mục đích đi liễu ra là vì trước tiên ở trong lòng mẫu thân lưu lại vết tích. Tạ thị đã đến cửa nhờ vả. Về sau liễu ra không thể nói không biết tề ra là vị hôn phu của nàng. Tránh cho bọn họ ngụy biện. Nương cũng sẽ có ý nghĩ khác. Có thể cho nương đối liễu ra không giống như đời trước tín nhiệm họ hoàn toàn. Liêu Thúy trong tay cầm bộ y phục tơ lụa màu xanh giúp Vân Khanh mặc vào. Hơi có chút bất bình nói, cũng không biết người tề ra là chuyện gì xảy ra, phái người đến nói cũng nói không rõ ràng. Phối hợp đưa tay lên, Vân Khanh cúi mắt nhìn vạt áo, nhẹ giọng nói, nếu người ta đã đến cửa bày tỏ ái nấy, chúng ta cũng không thể quá nhỏ mọn, đi thôi. Trước khác này khác, cả đời này, nàng sẽ tự quyết định đời mình. Hôn sự này, nàng nhất định sẽ lui, thù này, nàng cũng nhất định sẽ báo nàng nhất định sẽ làm tề gia cùng liễu gia cực kỳ dạng danh ở Dương Châu. Sớm có xe ngựa tề gia đợi ở cổng sau, bởi vì tự miếu là nơi thanh tĩnh, trừ bỏ lưu thúy và hai tiểu nha hoàn gia, cũng không có mang nhiều người, lên xe ngựa, Vân Khanh ngồi ngay ngắn ở trong đó, chưa tới nửa canh giờ, đã đến trước cửa tề phu. Tề phu nhân là trưởng bối, Vân Khanh làm vãn bối phải hành lễ, Lưu Thúy liền sốc mạnh lên đỡ nàng xuống xe ngựa. Tề phu nhân đứng ở cửa lớn, mặc một thân xiêm áo màu vàng phô quý, đứng phía sau là một nam tử bộ dáng trắng nõn mặt tròn, chính là vị hôn phu của Vân Khanh Tề Thủ Tín, vừa nhìn thấy Vân Khanh đi tới, một đôi mắt vì miệt mài quá độ mà thâm quầng thâm lộ vẻ kinh diễm. Dưới nắng mặt trời, làn da nữ tử trắng nõn như sương tuyết, hơi ửng hồng, mặt trái xoan, mắt phượng hơi khép lại, đoan trang tú lệ tràn đầy quyến rũ nhan sắc kiêu xa như đóa mai mùa đông, dặn người hơn cả hoa nở rộ vào mùa xuân. Vài năm nay đã ra vào nhiều nơi phong nguyệt, xem qua mỹ nữ cũng không thiếu, còn cho rằng có dạng mỹ nhân nào mà chưa thấy qua, nay mới biết được, thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái tên Hồng Linh đứng đầu bảng, nháy mắt biến thành son chi tục phấn. Không nghĩ tới vị hôn thê ba năm trước đây gặp qua vài lần, thế nhưng giờ đây lại biến thành mỹ nhân kinh diễm nghĩ đến tiểu mỹ nhân xinh xắn động lòng người trước mắt này vốn là của hắn lại bởi vì từ hôn đầy ra trong lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc nói khẽ với tề phu nhân nói nương sao nương không nói cho con biết thẩm vân khanh lại là một mỹ nhân như thế nhi tử vừa mở miệng làm nương liền rõ ràng hắn đang nghĩ cái gì như thế nào coi trọng nàng ta ngươi cẩn thận cho ta một chút đừng vì một nữ nhân hạ lưu làm hỏng hảo sự với tề gia. Nào có, nương, nàng ta chỉ là con gái của một thương nhân, chẳng qua nhi tử thấy bộ dạng của nàng tác xinh xắn, muốn đem về làm ấm giường thôi, làm chính thê, dựa vào nàng ta à, không xứng. Tề thủ tín nhanh chóng giải thích. Được rồi, nương biết rồi, còn gấp cái gì, qua không được vài ngày, nàng ta sẽ biến thành nữ nhân dâm dục bị người đời thoá mạc. Đến lúc đó nhà chúng ta tới cửa nạp nàng ta làm thiếp, nàng ta sẽ không cao hứng đến chết sao tề phu nhân rủ xuống khóe mắt nhìn vân khanh đến gần thật là mỹ nhân bại hoại nhớ tới những lời vân khanh nói khi mã phu nhân đến từ hôn nén giận trong lòng chủ ý nhi tử cũng tốt đến lúc đó nạp nàng ta làm thiếp xem mình làm sao xử trí tiểu tiện nhân này dám lấy tiền đồ của lão gia uy hiếp bà mắt thấy vân khanh đến gần tề phu nhân vẻ mặt mang cười nhiệt tình tiến lên nắm tay nàng nói Vân Khanh, rốt cục con đã đến, sáng sớm ta đã ở trong này chờ con rồi. Đây là ám cao giọng nói Vân Khanh không biết cấp bậc lễ nghĩa, làm cho trưởng bối chờ nàng. Làm phiền phu nhân đợi lâu, Phật môn trọng địa, Vân Khanh đương nhiên muốn tắm rửa trang điểm mới dám tiến đến, e sợ làm bẩn mắt Phật. Vân Khanh mỉm cười trả lời. Miệng lưỡi lợi hại, tể phu nhân thầm mắng, lôi kéo Vân Khanh hướng xe ngựa đi đến mỗi người đều nói nữ nhi thẩm ra như tiên từ hạ phàm xem con thì biết lời này quả thật không sai dọc theo đường đi tề phu nhân đều cùng vân khanh không ngừng nói chuyện bộ dáng tươi cười thân mật dừng ở trong mắt người không biết còn tưởng rằng là một đôi mẹ con đến cửa tự miếu hai người xuống xe ngựa ánh mắt của tề phu nhân không ngừng quét nhìn chung quanh một mặt lôi kéo vân khanh hướng bên trong bảo điện đi đến tề phu nhân đi phía trước khi đến cửa Vân Khanh không cẩn thận chợt chân một chút, đổ tựa vào trên người tề phu nhân. Chỉ là một chút, Vân Khanh đã nhanh chóng đứng lên, mặt cúi thấp bất an xin lỗi, thật ngại quá, tề phu nhân, đều tại con đi đường không cẩn thận, dẫm phải góc váy rồi. Không có việc gì, tâm từ tề của phu nhân hoàn toàn không có ở nơi này, không thể để ý lôi kéo Vân Khanh vào bảo điện, khi nhìn thấy một bóng người ở sau, an tâm cười cười, Vân Khanh, Ta muốn đi theo đại sư cầu phúc, phong cảnh chung quanh tự miếu không tồi, con tùy tiện đi dạo, đến lúc cần ta sẽ cho người tìm con." Quả nhiên, cũng giống y như kiếp trước, Vân Khanh nhu thuận gật đầu, tề phu nhân mới rời đi. Ở trước Phật quỳ xuống, Vân Khanh trong lòng ám niệm, trời cao ở trên, Phật tổ có mắt, nếu không cũng sẽ không cho nàng cơ hội sống lại lần nữa. Nàng không có tâm nguyện gì, chỉ hy vọng cha mẹ đều có thể song toàn nàng cũng sẽ hết sức cố gắng bảo trụ thẩm ra, cực kỳ thành khẩn dập đầu dâng hương, sau đó vân khanh ra bảo điện. Đúng y như lời tề phu nhân, tự miếu non xanh nước biếc, nơi Phật môn trang nghiêm và tinh khiết, gió mát đập vào mặt, vui vẻ thoải mái, chung quanh người tiến đến dâng hương cũng không thiếu, đều tự mang theo người nhà vào cầu phúc. Bỗng nhiên một nam tử phía trước vội vàng hướng tới bên này chạy tới, đồng đánh vào trên người Vân Khanh một câu cũng không nói, lại chạy xa rồi. Lưu Thúy ở một bên xem này nọ, nhìn thấy tình huống bên này của Vân Khanh, vội vàng chạy tới, thấy nàng vô sự, mới hướng nam tử chạy xa mắng, đây là người nào, đi đường cũng không chú ý một chút, đụng vào người ta, một câu xin lỗi đều không có. Lấy tay vuốt ve váy, mắt phượng hướng tới nam tử chạy mất, liếc mắt một cái tràn đầy thâm ý, Vân Khanh mở miệng nói, thôi người đã chạy xa, em còn nói nhiều lời như vậy làm gì? Trên một con đường nhỏ trên núi, một nam tử xấu xí đứng ở nơi đó, trong tay nắm giữ một cái hả bao, đặt ở trên mũi người, thật là thơm, không hổ là thiên kim nhà giàu gì đó, vừa mới xoay người muốn đi, một nha hoàn tiến tới gọi hắn. Xoay người lại, Vương Nhị Cầu liếc mắt nói, ngươi là ai? Nha hoàn kia mặc một thân váy xanh nhạt sắc sắc mặt kiêu căng nhìn hắn ngươi là vương nhị cầu đúng không phu nhân phái ta tới tìm ngươi giả dạ, giả dạ, phu nhân lệnh cho ta trộm gì đó ta đã lấy được rồi khuôn mặt vương nhị cầu đáng khinh mang theo cười nịnh không phải mới vừa rồi đã có một nha hoàn tới sao tại sao lại phái người nữa đến nhà hoàn cao mày nói ừm um, thời điểm ngươi cùng người khoác lác lấy ra hà bao cũng không hẳn làm người ta tin tưởng phu nhân bảo ta nói cho ngươi biết bên trái trên mông của thẩm tiểu thư có một vết bớt, nói như vậy sẽ càng thêm chân thật, hiểu chưa? Một tiểu mỹ nhân như vậy, trên mông lại có bớt, vương nhị cầu tiếc hận lắc đầu, hắc hắc cười gian nói, đương nhiên đương nhiên, ta nhất định sẽ sửa theo phu nhân phân phó, sẽ nói chuyện giữa ta cùng tiểu thư thẩm ra khắp nơi. Ừ, sau khi chuyện thành, phu nhân chắc chắn sẽ thưởng lớn, mau đi đi. Tiểu nhân nhất định đem chuyện này làm tốt, cô nương cứ nói phu nhân yên tâm đi. Mắt tam giác híp lại, vương nhị cầu khom thắt lưng không ngừng gật đầu, vừa đi vừa lui, bộ dáng cực kỳ chân chó. Thẳng đến khi thân ảnh vương nhị cầu biến mất ở cuối đường nhỏ, nhà hoàn mới đứng bên kia hung hăng phi một ngụm, vẻ mặt khinh thường xoay người trở về tự miếu. chương 7, phát tán lời đồn hủy danh dự. Vân Khanh sáng sớm đến thỉnh An Tạ Thị, liền nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm tức giận, nàng mỉm cười đi vào, hành lễ nói, nương sao sáng sớm lại giận dữ như vậy. Tạ thị nhớ tới lời đồn đãi sáng nay nghe được, thần sắc ngưng trọng nhìn Vân Khanh, con gái của mình nhu thuận nghe lời, làm sao có thể cùng khác nam từ tự định trung thân, liền hỏi, hôm kia con cùng tỷ phu nhân đi ra ngoài, có mất đồ gì hay không? Đây là khả năng lớn nhất mà bà có thể nghĩ ra. Nữ nhi chưa từng phát hiện bị mất thứ gì, Vân Khanh lắc lắc đầu, vẻ mặt vô tội, vì biểu đạt cẩn thận, ngẩng đầu nhìn Lưu Thúy đứng ở bên cạnh, em có thấy ta đánh mất vật gì không? Tiểu thư mang theo cái gì đi ra ngoài, liền mang theo thứ đó trở về, không có nhiều cũng không có thiếu. Lưu Thúy cung kính hồi đáp. Lưu Thúy làm việc luôn luôn cẩn thận, tạ thị âm thầm suy nghĩ, không có đánh mất đồ, vậy còn có khả năng gì? Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của bà, Vân Khanh ngồi vào bên người bà, trao mày lại hỏi, Nương, chẳng lẽ có người nhặt được đồ gì của nữ nhi sao? Tạ thị đang cực kỳ lo lắng nên không có mở miệng, nhưng phỉ thúy nhanh mồm nhanh miệng, nói ra, tiểu thư, ngày hôm nay phu nhân còn trên giường, chợt nghe đến tiểu nha đầu bên ngoài nói huyên thuyên, hỏi tới thì biết được, hiện tại bên ngoài đều truyền tin người cùng một nam tử tự đính trung thân, ngay tại hôm kia ở tự miếu, người còn tự tay đem một cái hả bao bên người làm vật đính ước. Còn có lời khó nghe hơn, nàng thật sự là nói không nên lời. Không có khả năng, nô tỳ vẫn bồi bên người tiểu thư, chưa từng thấy qua nam nhân, hơn nữa vật tùy thân của tiểu thư tuyệt đối không có thiếu. Lưu Thúy lập tức đứng dậy, nói như đinh chém sắt. Tạ thị liếc mắt nhìn Lưu Thúy, vậy lời đồn đãi kia là như thế nào? Người luôn ở cùng tiểu thư, làm sao mới đi ra ngoài một chuyến liền phát sinh chuyện lớn như thế? ta thấy ngươi là càng ngày càng không dùng được rồi. Không trách Tạ thị tức giận như thế, thời đại này, nữ tử sợ nhất là đánh mất trinh tiết cùng thanh danh, không có trinh tiết cùng thanh danh, vậy cả đời chẳng khác nào bị hủy. Thấy nương làm khó dễ với Lưu Thúy, Vân Khanh nhanh chóng mở miệng nói, "Nương, lời đồn đãi như vậy, nếu là có tâm cố ý hãm hại đó là khó lòng phòng bị, không phải là thật." Vừa nghe con gái nói như vậy, Tạ thị cũng hiểu được là những loại lời đồn đãi này, há mồm đều có, cũng không biết là người nào lòng dạ hiểm độc như vậy, làm tổn hại danh dự vân khanh, nhìn nữ nhi mặt mày thanh lệ, bà cất tiếng nói, ngày mai phủ chúng ta tổ chức hoa yến, đến lúc đó người có danh vọng ở Dương Châu đều đến, mấy vị phu nhân lưỡi dài kia thế nào cũng sẽ làm khó con, con cứ cáo ốm không cần đi ra gặp khách vậy. Vừa nghĩ tới muốn đối mặt những lời rẻ biểu kia, nàng cảm thấy không nên để Vân Khanh gặp khách chính trực không sợ gian tà còn càng trốn bọn họ lại càng cho rằng nữ nhi làm việc xấu xa nên mới trôn tránh cái này không thể được ngày mai nàng còn có sắp xếp hoa yến ở hoa viên nhất định phải tham gia tạ thị ngẩng đầu vừa lúc chống lại đôi mắt đen của vân khanh mang theo kiên trì sáng ngời như vì sao chiếu sáng lên tâm tạ thị bà thầm nghĩ đúng vậy nếu vân khanh trốn tránh vốn mọi người không tin cũng sẽ tin không có làm sai Tại sao phải trốn tránh?" Khẽ thở dài một cái nói, "Nương chỉ sợ Tề gia dựa vào yến hội làm khó dễ, lại đề cập chuyện Từ hôn." Bà cảm thấy, cảm thấy chuyện Tề gia Từ hôn không phải đơn giản như vậy, làm chủ mẫu làm hơn 10 năm, chốt đầu óc ấy vẫn phải có. Thấy thần sắc bà dao động, Vân Khanh nói tiếp, "Tề phu nhân không phải loại người như vậy, ngày hôm trước ở tự miếu, bà có cùng nữ nhi trò chuyện rất vui vẻ." tin rằng bà không phải loại người không có đầu óc, tin tưởng lời đồn lung tung. Tuy rằng đáy lòng vẫn cảm thấy có chút không ổn, nhưng lúc này tạ thị cũng không có biện pháp tốt, đành phải giữ vững tinh thần đến an bài công việc hoa yến. Mặt khác cho người đi ra bên ngoài tìm ra người phát tán tin, hy vọng có thể chứng minh nữ nhi trong sạch. Bàn đêm, trên giường lụa, Vân Khanh duyên dáng tựa vào đầu giường, có gió theo cửa sổ tiến vào, lướt trên mái tóc dài. Hai chồng mắt tối tăm giống như đêm đen, nhìn bóng tối xa xăm. Ngày mai là bước đầu tiên nàng hành động sau khi trọng sinh, cũng là bước quan trọng nhất. Mặt trời lên cao chiếu sáng, sắc nắng tràn đầy khắp nơi. Sáng sớm, Thẩm phủ bắt đầu công việc, không ngừng có xe ngựa dừng lại ở trước cửa, nha hoàn dẫn khách bước vào hoa viên, nơi đó sớm đã bày đầy đủ cho yến tiệc, trên bàn là điểm tâm tinh xảo cùng hoa quả. Hoa viên thẩm phủ là hoa viên lớn nhất thành, bên trong có đủ kỳ hoa dị thảo tiếng tăm lừng lẫy. Ở thành Dương Châu, theo thẩm lão Thái Gia triển khai, hàng năm vào mùa xuân, thẩm phủ đều mời quan lớn hoặc gia đình quý tộc ở Dương Châu, mời đến thưởng hoa, đồng thời cũng có thể nhân cơ hội tăng mối giao hào. Năm nay thẩm mậu có sinh ý bên ngoài, không có ở trong phủ, nam khách bên kia do đại quản gia chiêu đãi, nữ khách giống như năm rồi do tạ thị tiếp đại an bài liễu phủ cũng nhận được thiệp mời liễu lão phu nhân liễu đại phu nhân còn có hai cháu gái liễu gia liễu dịch thanh liễu dịch nguyệt cũng cùng đi là khách quý lại là trưởng bối thân thích tạ thị đương nhiên là muốn đích thân đi ra nghênh đón cô cô ra nghênh đón liễu lão phu nhân mặt tạ thị đầy ý cười vân khanh đi theo phía sau bà chỉnh đốn trang phục hành lễ thỉnh an bà cô Vân Khanh hôm nay mặc váy tím nhạt thêu cành hoa mai, phía dưới là một cái váy dài màu trắng, áo choàng xanh, tôn lên da thịt càng thêm óng ánh trong suốt, trên đầu búi tóc song la, ở giữa cài châm hồng nhạt bằng lưu ly li có thêm một chuỗi dài tinh tế, khi đi đường, chuỗi châm tinh tế sái động, như đem mọi ánh sánh tập trung lại, lóa mắt chói mắt. Liễu dịch thanh mặc dù là con gái chính thất của liễu phủ, nhưng giàu có không bằng thẩm gia. Hơn nữa thẩm mậu cùng tạ thị chỉ có Vân Khanh là con gái một, nên phi thường sủng ái, thứ tốt đều hận không thể mang hết đến cho Vân Khanh. Loại châm cài đầu này ở Dương Châu cũng là khó có thể thấy, trong lòng nàng ta ghen tị, âm thầm mắng, con gái của một thương nhân, ngay cả hơi thở ra cũng đều là tiền, chỉ biết nạm vàng mang châu báu trên người, để xem thời điểm ngươi bị rèm pha, còn khoe ra đắc ý gì. Lời này thuần túy là ghen tị, Vân Khanh trừ bỏ trên đầu cài châm cài, trên người đơn giản hào phóng, không có đeo thêm thứ gì khác, ngược lại là nàng ta, trên tay, trên tay, đều treo đầy trang sức. Vân Khanh đứng ở một bên, không hề bỏ qua nét hận thù nơi đáy mắt nàng ta, độ cong nơi khóe miệng không hề giảm, đối với những người này mà nói, cướp đoạt vị hôn phu nàng, lại luôn cảm thấy người sai là nàng, cũng may tề thủ tín là một nam nhân không đáng, nàng chưa từng đặt ở đáy mắt dịch thanh biểu tỷ dịch nguyệt biểu muội thật lâu không gặp rồi đó liễu dịch thanh lập tức thân thiết ôm lấy cánh tay vân khanh mỉm cười ngọt ngào nói biểu muội sao muội không đến liễu phủ chơi tỷ nhớ muội muốn chết nhớ nàng muốn chết phải nên thay đổi câu chữ mới đúng là muốn nàng chết thì mới đúng hơn vân khanh cầm khăn liếc mắt nhìn nàng ta một cái biểu tỷ nói gì thế mấy ngày hôm trước mới đến mà không có gặp tỷ thôi vốn muốn mang lễ vật tặng cho tỷ. Vừa nghe lễ vật muốn đưa, liễu dịch thanh cười càng thêm ngọt, cái gì vậy, bây giờ đưa cũng không muộn. Mỗi lần Vân Khanh đi liễu phủ đều cho nàng ta lễ vật, ra tay hào phóng, đưa đều là thứ tốt. Từ trong tay áo lấy ra một cây châm lục bảo thạch khắc hình chim hạc, vừa mới lấy ra, liễu dịch thanh liền khẩn cấp cướp vào tay, đáy mắt đều là kinh ngạc sáng giỏi, liễu dịch nguyệt vẫn đi theo phía sau nhịn không được tham lam khó chịu hô, biểu tỷ, sao tỷ chỉ đưa dịch thanh tỷ tỷ, không có phần muội sao? Có, của muội cũng có, lấy ra một châm cài khác điểm hình cánh bướm đưa cho nàng ta, liễu dịch nguyệt giật lấy ngay kêu cảm ơn. Nghe được muội muội nói lời cảm tả, liễu dịch thanh thế này mới rời bỏ ánh mắt khỏi cây châm, mặt trên được khảm lục bảo thạch đẹp quá, cảm ơn biểu muội muội cảm thấy loại lục bảo thạch này rất tôn lên khí chất ngọt ngào của tỷ tỷ hay tỷ tỷ cài lên đi, thực tôn dáng cho bộ y phục của tỷ. Liễu dịch thanh hôm nay mặc màu xanh biếc, nàng ta thích nhất chân diện, nghe vậy vội vàng gật đầu đem cây châm đưa cho Vân Khanh, ý bảo nàng giúp mình cài châm. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 8, ác độc phu nhân thêm dược vào trà. Bên kia đại phu nhân thấy liễu dịch thanh cùng Vân Khanh thân thiết nói chuyện, cùng tạ thị có vẻ càng thêm thân thiết, hai người một tả một hữu giúp đỡ liễu lão phu nhân đi vào bên trong. Đi qua lối đi chính lát đá có khảm hoa văn hình thoi, xuyên qua hành lang khúc khuỷu, cuối cùng dừng bên cạnh hồ sen rộng gần hai mẫu, lúc này hoa sen chưa mở, nhìn lại chỉ phủ một xanh của lá, nhìn từ xa như như quả trứng lớn màu ngọc bít. Buổi tiệc được cử hành ở trong này, lấy hồ sen làm ranh giới, ngồi bên phía kia là nam khách, liễu dịch thanh từ sau đi tới, tâm tư liền bay đến địa phương khác ánh mắt vừa như hữu ý vừa như vô tình thường hay liếc về chỗ của nam khách buổi tiệc hôm nay tề ra chắc chắn cũng tới không biết thủ tín đang ở đâu vân khanh hơi nghiêng đầu đôi mắt hơi đổi chỉ thấy mặt liễu dịch thanh ửng hồng mắt giống như hoa xuân bộ dáng uyển chuyển lã lơi chỉ sợ đều là làm cho thủ tín gian phu kia xem lôi kéo liễu dịch thanh đến một chỗ bản tiệc ngồi xuống Vân Khanh múc thêm một chén canh nữa đặt ở trước mặt nàng ta, đây là đầu bếp nhà muội mất cả sáng để hầm, mỹ dung dưỡng nhan, cô nương ra uống vào da thịt sẽ càng thêm trắng như tuyết. Liễu Dịch thanh thế này mới thu mắt, linh hồn nhỏ bé được thu trở về, cười mỉa mai nói, khó trách làn da biểu muội hảo như vậy, đều là uống canh mỹ dung này. Bưng lên chén canh, uống từng chút từng chút, sao đến giờ cũng chưa thấy bóng dáng thủ tín đâu? nữ tử luôn cần nhờ bảo dưỡng, làn da biểu tỷ cũng cực kỳ mịn màng mà. Vân Khanh dứt lời, nhìn trước cửa thấy có ba vị phu nhân tới, mang theo xin lỗi đứng lên nói, biểu tỷ, tề phu nhân đã tới, muội phải qua chào hỏi. Vừa nghe ba chữ tề phu nhân, liễu dịch thanh trong lòng nhảy dựng, thấy nụ cười của Vân Khanh cảm thấy cực kỳ không vừa mắt, người mạnh mẽ lên mặt cái gì, nhìn thấy tề phu nhân đã muốn đi chào hỏi, người ta cũng đã muốn từ hôn với ngươi, ngươi còn chết không chịu." Nàng ta cầm lấy khăn lau khóe miệng, thấp thoáng thấy bóng người màu xanh quen thuộc đi vào trong vườn, trong lòng lập tức nhộn nhạo lập tức đứng bật dậy, buổi tiệc một lúc nữa mới mới bắt đầu, ta đi vườn dạo chơi trước. "Được." Vân Khanh đáp, mỉm cười nhìn Liễu Dịch thanh vội vàng bước tiếp bước chân xuyên qua cửa bằng mây, dụ mắt xẹt qua một chút canh thừa trong chén khảm hoa sen trên bàn thế này mới xoay người đi về hướng cửa nam hoa viên. Tề phu nhân cùng hai vị phu nhân đi tới, đi theo sau là nha hoàn, trong đó một vị phu nhân hỏi: "Ôi chao, ai, ôi, Tề phu nhân, nha hoàn của phu nhân đâu?" Thời điểm xuống xe ngựa bà ta rõ ràng nhìn Tề phu nhân dẫn theo hai nha hoàn vào, sao giờ chỉ còn một người? Nheo mắt, Tề phu nhân thầm mắng, xen vào việc của người khác, một nha hoàn cũng chú ý như vậy cao mày không kiên nhẫn nói, vừa rồi ta phát hiện để quên đồ, bảo nàng ấy quay lại y. Xoay đầu lại, đón nhận một đôi mắt chứa ý cười nhẹ nhàng, lòng lanh sâu sắc như mặt nước hồ, giống như có thể hút hồn phách người ta. Vân Khanh chỉnh đốn trang phục hành lễ nói, Vân Khanh thỉnh an các vị phu nhân. Đến đây, tề phu nhân kéo Vân Khanh đến gần, nói với hai vị phu nhân phía sau, các người nhìn xem, đây chính là con dâu tương lai của ta thẩm vân khanh trong đó một vị phu nhân nhìn vân khanh từ trên xuống dưới trong ánh mắt mang theo khinh miệt nói này chính là thẩm vân khanh bên ngoài đồn đãi ở tự miếu cùng người cầu thả yêu đương vụng trộm đó sao nào có người đến nhà chủ nhân làm khách đối với nữ nhi chưa lấy chồng của chủ nhà nói lời như thế vân khanh cười lạnh đây là người cùng tề phu nhân giao hảo không hiểu quy củ miệng chua ngoa mỗi một lời hận không thể đem đối phương nói đến chết mới tốt đời trước nàng bị người hãm hại thì vị này phu nhân cũng bỏ không ít lời nói giết người như thế nàng mỉm cười thu lại tia sáng rực rỡ trong mắt lời này của phu nhân không biết nên hiểu ra sao ngày ấy là tề phu nhân mời vân khanh sự việc đột nhiên đi miếu tự nào trước đó vân khanh hoàn toàn không biết gì cả ý tứ này của phu nhân là muốn nói tề phu nhân giúp vân khanh hẹn người trước đó sao vị kia phu nhân liền nghẹn lời, bà ta yêu nói luyên thuyên là không sai, nhưng tề lão gia là quan trên của tướng công bà ta, nếu bà ta tiếp tục nói tiếp, vậy thì chẳng khác nào nói tề phu nhân là người giúp Vân Khanh làm loại chuyện này, thanh danh tề phu nhân cũng sẽ cùng nhau bị bôi bẩn. Tề phu nhân vốn là muốn nhìn náo nhiệt, nhờ miệng người tổn hại Vân Khanh, mắt thấy tình thế có chút thay đổi, nếu không mở miệng, nước bẩn này sẽ hát đến trên người bản thân. Vội vàng nói, Đúng vậy, lời đồn đãi bên ngoài tại sao có thể tin được, nhất định là có người cố ý thả ra, ghen tị ta có con dâu xinh đẹp như vậy đó mà. Tay bà ta ở đề trên tay Vân Khanh vỗ vỗ, vô cùng thân thiết, Vân Khanh lại nhớ tới kiếp trước, tề phu nhân không nghe nàng biện dài, trước mặt mọi người tặng nàng một bạt tay, mắng nàng không biết liêm sỉ, câu dẫn nam nhân, rất buồn cười là liễu dịch thanh còn đứng ra làm chứng nói sớm phát hiện Vân Khanh phẩm hạnh không hợp chi nhớ ngày đó, giống như trong sóng ngầm trong đêm đen, chậm rãi xâm nhập hai tròng mắt của nàng. Các người đi trước, cùng những người khác chào hỏi, ta muốn cùng Vân Khanh tâm sự. Tể phu nhân đem hai vị phu nhân rời đi, lôi kéo Vân Khanh ngồi vào một góc không chớp mắt nói nhìn con xem, môi trắng bi si gì hết rồi này, ngày hôm nay chúng ta đến quấy giày, con nhất định là giúp trầm phu nhân tiếp đãi mệt nhọc, đến đây, uống một mụn trà giải khác bưng lên chung trà trên bàn, tề phu nhân ngón tay vừa động, một viên thuốc không màu, trong nháy mắt tan ra ở bên trong. Các vị có thể tới hoa viên là cho thẩm phủ thêm vinh hạnh, vân khanh giúp mẫu thân là chuyện phải làm, bất quá phu nhân nói như vậy, con thực sự có chút khác rồi. Vân khanh cười, tiếp nhận chung trà tề phu nhân đưa tới, nhìn thoáng qua, bên trong cũng như giống kiếp trước, đều là bích loa xuân, nàng mang trà lên chung tới bên miệng, uống một ngụm, cầm lấy khăn trong tay chấm chấm khóe miệng, nước trong miệng liền khéo léo phun lên khăn. Bởi vì động tác quá nhanh, lại là ngồi nghiêng người, nên tể phu nhân không nhìn thấy động tác của Vân Khanh, chỉ nhìn nàng uống xong nước trà, liền kéo nàng đứng lên, nếu đã đến đây, vậy thì đi một chút, nghe nói hoa viên có tập đại kỳ hoa, ta vẫn chưa thấy hết, hôm nay con nhất định phải mang ta chiêm ngưỡng một phen. Con rất nguyện ý. Hai người đồng hành Tề phu nhân mang theo Vân Khanh đi càng lúc càng sâu vào trong hoa viên, thỉnh thoảng dừng lại thưởng hoa, Vân Khanh nâng tay điểm ở trên chán. Tề phu nhân vẫn quan sát biểu tình của nàng trong mắt lộ ra kinh hỉ, sắc mặt lo lắng hỏi, Vân Khanh, con làm sao vậy? Lúc này, dược hiệu cũng nên phát tác. Có một chút choáng váng đầu, đôi mắt khép hờ, hai má hơi trắng, Vân Khanh trông chán, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa không đứng vững tề phu nhân vội vàng giúp đỡ nàng ngồi trên ghế ngựa khí tha thiết lo lắng nói con trước đợi tại nơi này nghỉ ngơi một chút ta đi tìm đại phu đến xem vô lực tựa vào ghế vân khanh gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý tề phu nhân đối với bóng người trong bóng dâm nháy mắt vui mừng hớn hở đi nhanh về hướng tổ chức yến tiệc tiếng chân của nàng vừa biến mất bóng dâm sau cây rung động một nha hoàn dáng người dị thường cao lớn đi ra hai tay không ngừng trả sát trên gương mặt đáng khinh là một đôi mắt nhỏ tràn đầy dâm ô, đi về hường của Vân Khanh. Chương 9, lời từ miệng đại phu nhân. Bên hồ sen, top 5 top 3 các vị phu nhân cùng nhau nói chuyện, chỉ thấy tể phu nhân từ sâu trong hoa viên sắc mặt bối rối chạy vột ra, hô lớn, không tốt, không tốt rồi. Các phu nhân đồng loạt nhíu mày, ở trong nhà người khác làm khách, dáng vẻ lại nôn nôn nóng nóng, không có có chốt phẩm cách gì cả, thật sự là mất hết mặt mũi phu nhân nhà quan. Tạ thị đang cùng Liễu lão phu nhân, Chi phủ phu nhân mấy người đang nói chuyện, nghe thế, làm chủ nhân, mặc dù không vui cũng không thể bỏ mặc, chạy nhanh ra nghênh đón, hỏi: "Tề phu nhân, lớn tiếng như vậy, có chuyện gì quan trọng thế?" Tề phu nhân nghe xong lời này, cũng hiểu được Tạ thị đang trách bà ta thất lễ. Bà ta là cố ý làm ra hành động như vậy, đem lực chú ý mọi người đều hấp dẫn lại đây đến lúc đó bắt vân khanh trộm hẹn hò mới có thể náo loạn tất cả đều biết vì thế làm bộ như không hề nghe hiểu mi tâm cau chặt khoa trương hô lớn thẩm phu nhân vân khanh mới vừa nói choáng váng đầu đứng không được phu nhân nhanh chóng thỉnh đại phu đến xem đi vừa nghe là thẩm ra tiểu thư choáng váng đầu các vi phu nhân khác đều mở miệng thúc giục tạ thị mau phái người thỉnh đại phu đến tạ thị cũng nóng nảy đứng lên bất quá bà không có hoảng mặt mày mang theo mấy phần sắc bén, bên cạnh Vân Khanh không có người hầu hạ sao? Không có, lúc ấy hai người chúng ta muốn lặng lặng ngắm hoa, nên mới không để cho nha hoàn đi theo. Tể phu nhân chắc chắn sẽ không để cho nha hoàn đến quấy giày kế hoạch của bà ta rồi, nên đã sớm hạ lệnh các nàng. Lưu một nữ tử choáng váng một mình ở trong hoa viên, hôm nay mở tiệc chiêu đãi còn có nam khách, ý này dù không nói lên nhưng mọi người đều rõ mắt thấy sắc mặt tạ thị càng ngày càng khó nhìn. Liễu lão phu nhân ánh mắt đục ngầu lóe lóe đứng ra nói, văn nương, bây giờ phải nhanh đi thỉnh đại phu đến, ta cùng con cùng đi xem. Đúng vậy, nên như vậy, vân khanh suýt chút nữa ngất xỉu, thiếu chút nữa té trên mặt đất rồi. Tề phu nhân thêm mắm thêm muối nói, tạ thị cũng không có biện pháp, phái hổ phách cầm bái thiếp đi thỉnh đại phu để phu nhân mang theo các nàng hướng chỗ sâu trong hoa viên đi đến, trong lòng âm thầm tự đắc, tính toán các vị phu nhân phía sau theo tới xem. Ngoài Liễu lão phu nhân, Liễu đại phu nhân, còn có Chi phủ phu nhân cũng có mặt, như vậy một đám đông nhìn thấy cảnh lén lút vụng trộm đáng xấu hổ của Vân Khanh, chưa tới một canh giờ, bảo đảm cả phủ này đều sẽ biết. Đã tới chưa? Tạ thị là mẫu thân, nội tâm lo lắng, trên đường đi cứ hỏi nhiều lần phía trước đồng hoa ấm kia là được mắt thấy mục đích sắp đến bước chân của tề phu nhân càng lúc càng nhanh hận không thể chắp cánh bay nhanh tới ai ngờ đến nơi mọi người nhìn chung quanh sao không thấy bóng người tề phu nhân phu nhân có nhớ lầm hay không có nhầm địa phương không liễu đại phu nhân nhíu mày lại tức giận nhìn chằm chằm tề phu nhân việc này là làm sao hết thảy đã sớm thương lượng sẵn rồi như vậy còn có thể bại lộ sao tề phu nhân cầm khăn lau lau chán cũng có chút kỳ quái bà ta khẳng định không có nhớ lầm chỗ hoa viên tuy rằng rất lớn nhưng mỗi lần bà ta quẹo vào đều là lựa bên phải đường mòn nghĩ nghĩ thế này mới nói có lẽ là mặt trời chiếu lại đây vân khanh cảm thấy bị chiếu nắng nên rời đi lúc này nắng đã lên từ đông sang tây cũng là có vài phần khả năng vì thế lại chậm rãi đi phía trước đầu tìm kiếm chuyển qua một lán hoa đến một lán hoa lung linh phía trước, tề phu nhân vảnh tai nghe được bên trong vài tiếng không tầm thường, mơ hồ nghe được tiếng nam nhân thở gấp rất nhỏ. thì ra là tới nơi này cũng tốt như vậy càng có vẻ tiểu tiện nhân là cố ý cùng với gian phu yêu đương vụng trộm. tề phu nhân mừng rỡ trong lòng, ra vẻ nghi ngờ thăm dò nhìn nhìn, nhẹ giọng nói với các phu nhân phía sau hình như có tiếng gì, ta vào đó xem thử. nói xong tiến lên vài bước lòng tràn đầy hứng khởi đem dây leo vạch ra hai bên. Chỉ thấy đằng sau lá cây dày đặc, hai nam nữ trẻ tuổi ôm dính lấy nhau, ngay cả có mọt đám đông đờ nác vây xem cũng không hề chú ý tới. Một số phu nhân thích chuyện tam cô lục bà mặt tràn đầy hưng phấn. Sau khi tề phu nhân vạch đám dây leo ra, liễu đại phu nhân bắt đầu nói, cũng không biết là cô nương nhà ai, giữa ban ngày ban mặt, liền không biết xấu hổ cùng nam nhân ôm ấp dính sát như thế không biết có phải do tổ tiên thiếu đạo đức, dưỡng ra cái loại này hay không? Nếu ta sinh ra cô nương như vậy, còn không bằng đâm chết ở trong này, miễn cho có lỗi với tổ tông. Tề phu nhân cũng phù họa theo nói, ai nha, chỗ này rất gần với nơi Vân Khanh nghỉ ngơi, không phải là Vân Khanh chứ? Bà ta vừa nói, vừa chậm rãi xoay người, ai ngờ quay người lại, nhìn đến bóng lưng nam nhân kia, ánh mắt trợn trưng, áo lụa màu xanh văn nhã chính là màu mà con trai mình mặc hôm nay. Vương nhị cầu là một tên vô lại, nhất định không thể có xem ý như thế, không khỏi mở miệng kêu, thủ tín. Nam tử nghe tiếng lúc này mới ngẩng đầu, thân mình lộ ra vội kêu nương, nữ tử vẫn bị che giấu ở sau thân hình hắn, lúc này cũng giản lộ mặt ra. Da mặt đỏ hồng, trong mắt ẩn chứa ý xuân nhộn nhảo, nữ tử trên người mặc áo màu xanh biếc, làm sao là vân khanh tạ thị vẫn khẩn trương nắm khăn, rốt cục thừa dài nhẹ nhõm một hơi, phần đông phu nhân đều ở đây, vừa rồi bà thực sự rất sợ người này thật là vân khanh, bị phát hiện loại chuyện này, nếu thế thì đã không còn mặt mũi để sống sót rồi. Bên kia liễu đại phu nhân ra mặt đều đỏ bừng, bất chấp lễ nghi, xông lên trước một tay lấy nàng kia kéo đi ra, một cái tát liền dáng ở trên mặt của nàng, sao ngươi lại ở nơi đây? Liễu Dịch Thanh mới vừa rồi còn đắm chìm ở bên trong khoái cảm của dục vọng, bị một cây tát đánh tỉnh, một tay ôm mặt đau đớn, nhìn chung quanh các phu nhân vây quanh, thế này mới ý thức được vừa rồi làm cái gì, trên mặt rốt cục lộ ra sắc đỏ ngượng ngùng, nhỏ giọng kêu, "Nương." Liễu đại phu nhân bây giờ là vừa thẹn vừa giận, những câu mà bà ta vừa nói, vốn là muốn tổn hại Vân Khanh cùng Tạ thị, nay tự mình đánh mình miệng, nếu không phải hiện tại không thể làm bà ta hận không thể đem liễu dịch thanh bóp chết, để cao thanh âm nói, vừa rồi ngươi ở đó làm gì vậy? Bà ta cần phải giải thích thanh mình, nếu không, bị người ta đồn đại ra ngoài rằng liễu dịch thanh cùng nam tử tại đây ôm hôn, vậy thanh danh nữ tử của liễu gia liền toàn bộ bị hủy. Nhận được ám chỉ trong lời nói của liễu đại phu nhân, liễu dịch thanh không ngừng suy nghĩ, tìm lấy cớ gì mới tốt, đột nhiên, linh cơ vừa động, lập tức ngừng đầu lên nói, là như vậy, Nữ Nhi vừa rồi đang ở đây ngắm hoa, không cẩn thận gió thổi bụi vào mắt, vừa vặn Tề công tử đi ngang qua, liền giúp nữ nhi thổi thôi. Tề thủ Tín sau khi thấy nhiều người như vậy, lập tức cũng cảm thấy không ổn, lúc này lại hiện ra vài phần thông minh, vội vàng gật đầu đáp, đúng vậy, đúng vậy, ta vừa vặn ở bên này ngắm hoa, nhìn thấy Liễu tiểu thư mắt đỏ ửng, mới giúp thổi đi bụi. Thổi bụi cũng là thật à nha, phải ra phía sau lùm hoa để thổi một vị phu nhân che miệng, châm chọc nói, đừng cho tất cả mọi người là người mù, vừa rồi như vậy, là thổi bụi sao, lại ôm chặt thế, chỉ sợ kéo đều kéo không ra rồi. Tùy biết lấy cớ gượng ép, liễu dịch thanh cũng chỉ có cường chống biện giải, nàng ta không biết vừa rồi sao lại như bị quỷ ám, tự dưng ở phía sau đó diễn ra trò này, đương nhiên, trong hoa viên này người đến người đi, tề công tử nhất thời hảo tâm giúp tiểu nữ nếu như bị người nhìn sai truyền ra cái gì đây không phải là bị hủy danh dự của ta sao cho nên mới đề nghị tránh sang đằng sau nàng ta nói xong đột nhiên sắc mặt trắng bệch trong bụng truyền đến quạn đau không tự giác cúi gập người xuống làm sao vậy liễu đại phu nhân mặc dù rất bực mình vừa rồi nàng ta làm mình mất thể diện nhưng thấy sắc mặt nàng ta tái nhợt vẫn là vươn tay đỡ lấy bụng đau quá như có đau đâm trong bụng liễu dịch thanh hai tay ôm bụng cây chán nhỏ dịn mồ hôi một vị phu nhân đột nhiên che miệng kêu lên chỉ vào liễu dịch thanh nói nàng ta nàng ta đổ máu rồi theo món tay của bà ta nhóm phu nhân phát hiện một mảng máu tươi chính theo góc váy của nàng ta chảy xuống từng giọt rơi trên đá trên đường nhỏ chương mười chưa chồng mà đã mang thai bị bại lộ lúc này sắc mặt của liễu lão phu nhân liễu đại phu nhân Tề phu nhân, Tề thủ tín liền thay đổi, Liễu đại phu nhân cùng Tề phu nhân vội vàng giúp đỡ Liễu Dịch Thanh liền đi ra phía ngoài. Những sự cố liên tiếp xảy ra, Tạ thị cả kinh có chút ngây người, cho tới giờ khắc này mới kịp phản ứng, nhất thời tức giận đầy ngực. Tề thủ tín này, rõ ràng cùng Vân Khanh có hôn ước, nay lại ngang nhiên cùng nữ tử khác có tư tình. Hơn nữa không phải nha hoàn của Tề phủ, mà là thân thích của Thẩm phủ tiểu thư liễu gia đây không phải là trước mặt mọi người đánh vào mặt con gái của bà sao gia đình không biết điều như vậy đem con gái mình gả vào đó như đưa vào hang sói bà chỉ có một đứa con gái không nói là phải gả vào một nhà thanh danh hiền hách cũng phải môn đương hộ đối thủ lễ biết gì lần đầu tiên trong đời tạ thị có ý định muốn từ hôn bà âm trầm nghiêm mặt nhìn thoáng qua tề thủ tín Tề thủ tín vội vàng tránh đi ánh mắt của bà, không dám cùng bà đối diện, liền ngay cả tề phu nhân cũng không dám đem đôi mắt truyền tới bên tạ thị, ở thầm phù làm khách bị bắt quả tang chuyện yêu đương vụng trộm, bọn họ sau này, làm sao dám nhìn mặt tạ thị, nói cũng không nên lời. Thu hồi ánh mắt phẫn hận, tạ thị cũng không muốn trước nhiều người ồn ào, nhắc nhở các vị phu nhân kia rằng gã nam nhân đó này là con rể tương lai của bà. Dù sao vị hôn phu của con gái mình làm ra chuyện như vậy, con gái cũng sẽ không có mặt mũi, sắc mặt hòa hoãn lại, mới mở miệng nói, "Đây là có chuyện gì?" Liễu đại phu nhân lúc này đã muốn áp chế lửa trong lòng, chỉ nghĩ đến như thế nào che giấu rèm pha này, chớp mắt, cúi đầu nhìn vết máu trên váy, đôi mắt chợt lóe sáng, oán trách nói, "Cái con bé này, thật sơ ý hết sức vậy đó, ngay cả nguyệt sự của mình khi nào đến cũng không biết, phiền các vị phu nhân ta trở về nhất định sẽ dạy bảo nó lại cẩn thận. Thất lễ cùng mang thai hai chuyện so với nhau, quả thực là nhỏ không thể nhỏ hơn, cho nên liễu lão thái thái trong lòng không ngờ, cũng không còn nói cái gì. Tạ thị tuy rằng đối liễu dịch thanh ấn tượng là kém tới cực điểm, những vì mặt mũi bên ngoài cũng không muốn làm ra lớn chuyện, nếu là nguyệt sự đến, nên nhanh đến trong khách phòng đi, phỉ thúy, người sai người đi tìm một bộ quần áo cho biểu tiểu thư thay rồi đến dặn dò phòng bếp nấu canh gừng nước đường đỏ nhưng trong lòng bà lại suy nghĩ khác bà nàng nhớ rõ trước kia từng cùng liễu đại phu nhân nói qua khi nguyệt sự đến vân khanh đều đau liễu đại phu nhân thực vui mừng nói liễu dịch thanh liễu dịch nguyệt hai đứa con gái của bà ta thân thể rất tốt hàng tháng tới quy luật cũng sẽ không đau đớn giống nữ tử khác sao hôm nay lại đột nhiên đau thành như vậy giống như sinh non nghĩ đến đây nội tâm cả kinh lại nhìn sắc mặt liễu dịch thanh càng trở nên nghi ngờ được được liễu đại phu nhân liên tục gật đầu ước gì nhanh chóng rời khỏi nơi này đang ở lúc này hồ phách từ đây đi đến đi theo phía sau một ông lão tóc bạc mặt nhăn trường bào màu xanh vân khanh tò mò liếc mắt nhìn ông ta một cái mặc dù tuổi tác cao nhưng hai mắt quắc thước nhìn rất có thần không giống đại phu bình thường đi đến bên người tạ thị hồ phách hành lễ nói, phu nhân, đại phu đã mời tới. Vốn thỉnh đại phu là muốn xem vân khanh choáng váng đầu, hiện tại cũng thật đúng lúc, tạ thị có nghi ngờ, vừa vặn có thể cho đại phu nghiệm chứng, vội vàng hưu lễ mở miệng nói, đại phu, đây là cháu gái bên ngoài của ta, con bé hiện đang đau bụng, ngài nhìn xem một chút. Lão đại phu kia cũng không nói chuyện, liếc mắt xem tạ thị một cái, gật gật đầu, ven áo choàng ngồi xổm xuống chuẩn bị bắt mạch cho liễu dịch thanh liễu đại phu nhân vừa thấy đại phu đến thì mặt đã tái nhợt nay càng thêm trắng bệch liên tục kêu khổ một tay bắt lấy tay lão đại phu hất mạnh ra nhíu mày nói ngươi là thầy lang từ trong rừng ra à sao ta chưa từng thấy qua ngươi con gái của ta là cháu gái trưởng tạ gia đâu thể để một đại phu bên đường tùy tiện xem mạch dù bất cứ giá nào tuyệt đối cũng không thể cho đại phu bắt mạch chỉ cần bắt mạch sẽ biết chuyện dịch thanh mang thai. Lão phu cả đời làm y, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe được có người mắng ta thầy lang từ trong rừng. Lão đại phu hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói đã tràn ngập kiêu ngạo. Ngay cả đại phu danh y quán bình thường ngồi công đường xử án cũng không có loại khí thế này. Chỉ phủ phu nhân nghe thanh âm này giống như đã từng nghe qua, nên mới đem ánh mắt chuyển qua trên mặt lão đại phu, cẩn thận dò xét, không nhìn thì không biết vừa nhìn thì trái tim bà đạp lạc mấy nhịp trên mặt tươi cười nói vừa rồi nhìn qua thấy thật quen mắt thì ra là vân thái y cha của bà ta là quân viên kinh thành khi còn là cô nương từng một lần gặp qua ngự y lúc ấy phụ thân giới thiệu cho bà vài câu ấn tượng khắc sâu lời vừa nói ra sắc mặt liễu đại phu nhân đều trở nên xanh sao đại ung triều trăm năm trừ ngự gia thiên tử mộc gia quy nữ nhiều thế hệ nổi danh còn có một gia tộc nổi danh đó là thần y vấn gia y thuật của vấn gia lừng danh thiên hạ từ đệ nhất đại tổ tiên thần y đều là khai quốc kiền đế sở dụng mỗi đời đều là ngự y trong cung nhiều thế hệ vì ngự gia thiên tử cống hiến sức lực vấn thái y này đã 60, năm nay đúng là cáo lão hồi hương lúc hổ phách cầm bái thiếp đi ra ngoài thỉnh đại phu đại phu ở hồi xuân quán đều đã ra ngoài trần bệnh đúng lúc vấn lão thái gia đến hồi xuân quán vấn an lão hữu liền thuận tiện thay lão hữu đến khám bệnh tại nhà không dám nhận cũng không phải thái y gì ta chỉ là một đại phu vân du bốn phương thôi vấn lão thái gia phẩy tay hai ngón tay để trên mạch đập liễu dịch thanh càng không cho ông bắt mạch ngược lại ông càng muốn xem lúc này đây liễu đại phu nhân không dám ngăn trở những câu vừa rồi cũng đã đủ làm bà ta sợ mất hôn rồi trong mắt lão y thoáng hiện ánh sao, vẫn lão thái gia hừ một tiếng, đem trái tim mấy người liễu đại phu nhân đều sắp vọt hết ra ngoài. Nếu là đại phu khác, bọn họ còn có thể ngoài sang trong tối, âm thầm chỉ uy hiếp một phen, nhưng đây là vấn lão thái gia, bọn họ thực sự không còn cách nào khác, giống kiến bò trên chảo nóng, thật bất lực. Mạch đập ở dưới ngón tay có chậm rãi nhẹ nhàng, khi nhẹ khi yếu kém, vấn lão thái gia nhíu mày, nhìn lướt qua liễu dịch thanh, xem cách ăn mặc của nàng ta hẳn là cô nương vẫn chưa lấy chồng, thế nhưng làm ra chuyện như vậy, thật sự là nề nếp gia đình bại hoại. Mang thai hơn một tháng, cũng không biết chú ý, còn uống canh lạnh, không sợ tổn hại thân mình sao. Vùng tay áo, vấn lão thái gia đứng lên, ôn hòa nói, mở cái hòm thuốc bên mình lấy ra một viên thuốc, cho liễu dịch thanh nuốt xuống. Lời nói của ông nhẹ nhàng từ tốn, những người khác lại có cảm giác như sấm sét nổ quanh đây cứng đờ cả đám không thể động đậy. Lúc này cũng không còn ai đi nhớ liễu gia ở Dương Châu là thế tộc của một phương, trên mặt là vẻ khinh thường không hề có chút che giấu. Mới vừa rồi liễu dịch thanh cùng tề thủ tín hai người ở đằng sau ôm ấp, bị bọn họ kiên quyết cưỡng từ đoạt lý nói thành thổi bụi, đã là ngầm. Nở nụ cười khinh bỉ, nay lại nghe được vấn lão thái gia chẩn đoán, chỉ cảm thấy liễu dịch thanh kia ra mặt dày gần như có thể đi đúc tường thành cô nương chưa lấy chồng ở nhà người ta thông đồng với hắn tử thì cũng thôi đi, thế nhưng trong bụng còn có nghiệt trùng, đúng là đổi phong bại tục mà. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.